started a fight, now the bedroom is burning. Can we put it out? Cause we're both saying things that we're gonna regret when every word's too loud. Mình cũng làm ở công ty gần được 1 năm rồi, thì cũng là lần đầu tiên mình đi du lịch ở công ty ấy. Thì cái cảm xúc của mình rất là bồi hồi xúc động luôn, bởi vì là chưa bao giờ mình được trải nghiệm một cái tour du lịch cùng với công ty mà nó rất là hoành tráng và nó rất nhiều cảm xúc như bây giờ. Công tác tiệc rất là tuyệt vời luôn, rất nhiều bóng và bàn tiệc rất là được trang trí rất là đẹp ạ. Và rất là phù hợp với những bạn gái như mình. Hy vọng là lát nữa sẽ cùng với các anh chị đồng nghiệp có một bữa ăn thật là tuyệt vời với những món ăn ngon tại Hạ Long cũng như là trải nghiệm cái không khí tuyệt vời nơi đây. Năm tới là hy vọng là sẽ có nhiều anh chị cùng đến dự những các buổi đi chơi du lịch event như thế này cùng với chúng mình để có thể có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với nhau.